mạnh kèo này. Thực sự là ván thi đấu mà cũng là một kèo đấu rất nặng về mặt chất tướng của cả hai cần phải xử lý, với chất tướng nhỉnh hơn dành cho Zayce của The Side. Và anh ta đã làm quá tốt trong kèo đấu đầu tiên. Khi mà BB bị lỡ nhịp solo kill một pha thôi, anh ta phải trả giá bằng một cái đường thua trông thấy đến từ bên phía của Team Rally và những quả cầu sớm giữa trận của The Side. Nó đi kèm cùng với một lượng sát thương quá lớn. Và trong ván thi đấu này, khi đội hình không có gì nhiều thay đổi của Team Rally thì họ vẫn sẽ phải đối mặt cùng với những quả cầu sớm chất lượng như vậy giữa trận. Cái vấn đề tưới, và họ tạm thời đang muốn bỏ qua những chỉ số lính để giữ tính mạng của mình một cách an toàn, chờ đợi lính xuất hiện. Nó sẽ là thứ công cụ giúp cho họ tiếp cận được lính phía sau của đối phương một cách dễ dàng hơn, nhưng đối phương vẫn muốn băng trụ thì phải. Đối phương vẫn muốn băng trụ, và cái này on thì đang quyết định là sẽ hy sinh thôi. Quan trọng là mẹ cũng sẽ có chai on rồi, anh ta đã có những combo thật sự không ổn định lắm, và Hoành Phân đang muốn trả thù cho đồng đội của mình, nhưng đáng ra Hoành Phân đang không có nhiều mẫu lắm. Cố định băng trụ lại tiếp hay không đây? Đang cầm pháo động rượu, do anh Phân đang không có một lượng mẫu phù hợp. Anh ta đang đánh Hoành Phân, đánh nó quá là rác đi. Và ai sẽ là người ăn mạng đây? Đó là mạng cho SCVZ. Nhưng trụ đang bắn SCVZ khá nhiều, anh ta vẫn có thể sống được hai mạng đã có. BB của mình đang bị tấn công. Vừa rồi cái đúp của Sập không đủ sự chuẩn chỉ, và BB vẫn còn đang có thể thở được một cú băng trụ khá là tệ hại khi Sập không tổ một pha đúp chuẩn chỉ. Nhưng họ vẫn muốn quyết tâm để có được mạng kia này để có thể có những sự thay đổi cảm giác như đã có rồi. Và đã có mạng, tóc biến của BB phải bỏ ra, trong khi đó ở phía cánh ngược lại thì Weibo Gaming cũng không mất cái phép bổ trợ nào để có thể có được mạng của BB cả. Cấp độ 6 thì BB có thể sẽ sống sót được dưới trụ, cấp độ 5 thì sao? Vẫn sẽ có đủ khả năng chống chịu đến từ BB. Sọp vẫn đang cố gắng câu để chờ cái na khổng lồ của BB hết. Đứng dưới thì đó là cú án từ ép tốc biến tốt đến từ On. Những áp lực đến từ Shanh đang xuống là cực kỳ cao đến từ con Asian, còn tốc biến còn phân chia thiệt hại. BB đẩy được vào tường, combo vào lượng sát thương dùng là vô đã đủ kịp rồi. BB vừa rồi hình như nhắc được, BB vừa rồi nhặt được cục đá. Đó là lý do tại sao BB có thể ném được thêm một lần thứ hai và Takei một lượng sát thương rất bất ngờ. Trong khi đó thì ở khu vực đường dưới, cả On và cả Hoành Phân đều đang không ở một mức độ an toàn cho lắm. Bọn họ đang bị đẩy vào sâu bên trong khu vực trụ thứ hai ở khu vực đường dưới. Chỉ đơn giản là những thứ tạo áp lực đến từ đằng sai mà thôi. Đừng bắt để gọi, đừng bắt Hoành Phân. Muốn lấy tóc biến Hoành Phân chắc là như vậy, lấy được rồi. Nhưng phía bên này thì sao? Hugh đang bị giữ chân lại, ta đang bị dính quá con, ta đang bị trụ bắn. Băng trụ hơi sai và Hugh đã phải nằm xuống. SCVZ làm gì thế này, ta đang nỗ lực để bỏ chạy. On đang chạy tới để giúp cho Sọc có thể bắt Baysang. Baysang đang bị làm chậm bật cả chinh phục, đợi sai tới để có thể dí theo. Baysang đang chạy bị giữ chân lại, bị dính án tử, bị kéo lại và chắc chắn sẽ nằm. Mang được chương cho đợi sai. Quay SCVZ, tôi đang muốn con Galesta đi đâu rồi? Ở cái bụi cỏ khu vực nửa bên dưới, và hình như là sẽ có pha chạy về được đến từ SCVZ. Đẩy ở bên phía bên kia chạy vô thì ngay lập tức ở phía cánh còn lại một cú Wee đến từ đợi sai đó sẽ có rất nhiều người bị thiệt hại. Đòn cấu rìa đầu tiên đến từ xa đã trượt rồi, đối phương sẽ không có cho bên phía Weibo Gaming nhiều thời gian để có thể cấu rìa như vậy đâu, vì họ sắp mở rồi đấy. Tôi nghĩ là phía W sắp có đủ nộ đến từ con Na để mở rồi. Quán tử đang on xuống, BB đang bị giữ chân lại. BB đang bị gây sát thương, mà BB đã có một cú cú cánh. BB tốc biến vô, BB làm tất cả mọi thứ để nằm xuống. Phía bên này thì Angel đã phải nằm xuống rồi. Hoành Vân đang cầm cái thằng Hoa Lân vào, ta đang bắn một người của SCVZ. SCVZ là người giành chiến thắng, nhưng tôi cảm giác như phía bên này sập của mình cân không nổi. The Side quá bất lực, anh ta đang bị dựng cột, anh ta bị kéo lại, anh ta sẽ bị dứt điểm. Quét sạch cho chính WE. Một cách bên về tiền không lớn đến từ cả hai đội, nhưng rõ ràng là bên phía WE với một vài cách bên về tiền đó thì họ cũng đã có một điều giành thành thắng lợi trước bên phía của Weibo Gaming. Đến 1.6 như vậy, còn lại còn đánh nhau ở tại khu vực hang Baron. Baron thuộc về một phía bên phía WE luôn rồi. Debut đang bị giữ chân lại và đang chờ đợi có một cái cú cánh. Một sức trượt ngoài ra là tấn công đen của Kona chuẩn bị khổng lồ đẩy được hỗ trợ bên trong tường, và The Side lao và tấn công nhưng mình ta cứ không đỡ mà ta đã phải nằm xuống. Tóc biến lên đến tường, hiệu kéo được một thành viên vào, đó là Sọp đang bị tấn công và đã có ba gục tiếp theo dành cho SCVZ. Chưa dừng lại đó, Deadly thấy được Angel, họ muốn khai thác Angel, bay xe để tăng tốc độ di chuyển lên. Sang bắt đầu tìm Hoành Phân, nhưng Sang không nhìn thấy Hoành Phân cho nên ta chỉ muốn giải quyết những con lính mà thôi. Cơ hội là đây, Hugh đi vào bên trong, ta sử dụng máy quét vào Hoành Phân, biết được điều đó. Hoành Phân lập tức đang muốn bỏ chạy, cầm luôn cả đó là súng thiên lý, và thằng Hoa Lân đang muốn dứt điểm Hugh, nhưng mà cũng có lẽ không có cơ hội đó. SMZ đang được kích một cái tóc đánh cực kỳ kinh khủng và ta bắn liên tục vào người của Hoành Phân. Hoành Phân hết tăng Hoa Lân thì cơ hội thắng SMZ là bằng số 0. 12-4 dành cho W, và họ không chỉ muốn dừng lại ở một cái trụ. Họ nhìn vào cái điểm không The Side đã sống lại, và Sập cũng tương tự như thế, cho nên cơ hội khá khó cho người có thể end game. Cách biệt về tiền đã là 10.000 tiền, còn sự bất lực đến từ Weibo khi họ không có công cụ mở, và nhìn đối phương ăn đi hai đường đi xuống cấp này, thậm chí là Double muốn end game à? Tôi nghĩ là như vậy, Double đang thực sự muốn end game. Một mình Sập là không đủ, thì Sập đang cấp độ 12, anh ta tương đối là đơn độc ở ngay khu vực này. Cầu sắm tóc biến lên hôn gió thành công, tất cả đi vô vào người và Azir bắt buộc phải chịu đồng hồ. SCVZ đang được bắn và ta sẽ khiến cho The Side phải trả giá một cú đẩy quá hay, đến từ Sang đã hy sinh. Nhưng SCVZ đang được thoải mái và xả sát thương quá mạnh mẽ, triple kill, và sẽ có thêm một bài hạ gục để có thể quét sạch nữa. On sắp sửa nằm xuống, bay sang những cột không đẹp lắm, nhà chính sắp sửa nổ. SCVZ vẫn còn một mình và cần hạt cái trụ. 16-6 và W thắng trong ván thi đấu thứ hai này. Còn Kalista bất tử 906 cây đây của SLZ, và họ đã thay đổi chiến thuật
một chút tại game đấu này với lực lượng lựa chọn Azir tại khu vực giữa của Xanh, nhưng đó không phải là mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt của vấn đề là họ đã thay đổi cách chơi.